Thưa quý vị, ngày 3 tháng 5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, sỏi năm 2019. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2019. Trong thời gian cao điểm, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lực lượng phương tiện, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến sông, vùng nội thủy, địa bàn giáp ranh, những địa bàn trọng điểm thường xảy ra khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động cấp phép, quy hoạch, thăm dò khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi, gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác quản lý địa bàn, xây dựng các kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép, thường xuyên báo cáo tình hình, chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc báo cáo đề xuất tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương có biện pháp chỉ đạo kịp thời giải quyết tháo gỡ các khó khăn.